Chào bạn, quay trở lại với kênh của mình nha. Đây mình vào cái quý mình lấy đây nè, sao chép nè. Sao chép rồi. Sao chép tài khoản của mình nha, tài khoản Manet nha các bạn. Thì Mitano nha. Đây. Mình vào quý của mình nha. Đây. Nó đã mở chức năng rút nha, mình rút thử 1 đồng nha. Đó. Địa chỉ trùng khớp nha các bạn. Đây mình gửi ba mình gửi có ba đồng mình gửi 2 đồng nha. Rồi giờ mình vào quý của mình kiểm tra lại nha. Đây, nó đã có 1 đồng nha, rất nhanh nha các bạn. Nó vào đã vào quý rồi nha. Rồi giờ mình bắt đầu mình gửi skin nha. Đây, vào phần đánh cược. Gửi nha. Mắc phí nha các bạn. Có sẵn thì chỉ có 0,01 à. Tối đa. Rồi bấm vào phần cổ phần đó, đã gửi thành công các bạn, xem kết quả này nha. Đây mình đã gửi rồi nha. Có địa chỉ đàng hoàng nha, thành công rồi nha.
coi kiểm tra mà của mình là nó đang kích hoạt nha, đã đang kích hoạt.